Thì cái lý do để mà mỡ, úi rồi đi xem ở Việt Nam chưa gì đã gáy rồi. Đặc sản xe ở Việt Nam thì khả năng mấy ngày hôm sau mà tôi vào trong xe ở Việt Nam ấy mà kiểu vô tình lucky mà gặp ui lại gáy. 10 seconds later. Và ở đây thì Dairot gặp gỡ vào vị trí của Alpha, mỡ mở chiêu cuối lên dồn sát thương, và đó là Dairot. Thật ra là Alpha có thể là đã nắm được phần thắng rồi. Hình như là cứ mỗi lần ông Dairot lên bảng điểm số là con vạch Sana lại chắc là tội vải sao nhở. Ông Dairot thì in tí tít lắm mất tâm luôn. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tom. Và ngày hôm nay không hiểu kiểu gì mỡ bị lucky về Việt Nam anh em ạ. Vì thế cho nên là ở trận đấu này anh em có thể nhìn thấy ping 7. Vâng, server Việt Nam bao giờ ping cũng là rất là thấp, rất là ngon rồi. Và nói thật với anh em, nếu như mà không vì một số những cái yếu tố ngoại cảnh mà mỡ sẽ kể như sau thì chắc chắn là mỡ sẽ thích chơi ở server Việt Nam hơn là so với server nước ngoài. Ping lúc nào cũng 4 mấy, 5 mấy, delay 1-2 giây. Khó chịu vãi chưởng anh em ạ. Vâng, ngày hôm nay thì vô tình mỡ lucky về gặp phải team bạn pick toàn tanh. Vì thế cho nên dĩ nhiên rồi, thả carry ra thì phải pick ngay carry thôi anh em ạ. Ui, tốc biến lùi về. Đang là dồn sát thương và clean nhưng sau đó có sự xuất hiện của Pharah, mỡ buộc phải lùi về ở trong cái tình huống này. Thì cái lý do để mà mỡ, úi dồi ôi, đi xem ở Việt Nam chưa gì đã gáy rồi. Đặc sản xem ở Việt Nam chưa chơi đã gáy, xong rồi lát nữa mà kiểu team mỡ nó lật kèo thế nào cũng bị gáy lại. Vâng, thì thật ra cái gáy đấy không phải là cái lý do mà mỡ chán, mỡ không muốn chơi ở Việt Nam anh em ạ. Bởi vì nói thật với anh em là cái số lượng tài khoản mỡ chơi ấy, hầu như là những cái tài khoản đều là mỡ mượn của những cái người Anh ở bên nước ngoài. Ví dụ như tài khoản này mỡ cũng đang là đi mượn này anh em này. Mặc dù cái tên IC này nghe nó lạ lạ thôi, nhưng mà khi mà chơi một lúc lâu về Việt Nam là y như rằng gặp phải mấy ông biết, mấy ông ý chơi cùng ngay đấy. Mỡ, ví dụ với anh em là mỡ lên video clip này này thì khả năng mấy ngày hôm sau mà tôi vào trong server Việt Nam ấy mà kiểu vô tình lucky mà gặp ui lại gáy đấy, mà lại thấy cái tên này là y như rằng anh em bắt đầu gạch lấy gạch để luôn đấy. Thì cái lý do đầu tiên khiến cho mỡ hơi ngại chơi xe Việt vào Việt Nam dĩ nhiên rồi, đấy chính là cái vấn đề về đá stream với cả bị đi gánh sấp lợ luôn anh em ạ. Đấy, đá stream là kiểu livestream xe Việt Nam mà nhiều anh em gọi là cũng có hứng thú và muốn săn mỡ. Anh em cứ đăng nhập vào anh em đi gánh mỡ thôi, mà tôi hay cầm xạ thủ với sát thủ, anh em đi gánh tôi đường xạ thủ với anh em vào cam rừng của tôi lấy cái gì đấy là tôi thở, bình oxy nào thì thở cho nổi, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, yếu tố thứ hai thì chính là nếu như mà anh em biết tên mỡ rồi, anh em kéo 3-4 ông xuống gánh mỡ thì mỡ cũng làm sao chơi được. Nó bị phá meta anh em ạ. Đấy, vì thế cho nên là mỡ hơi ngại chơi ở server Việt Nam vì những cái lý do là như vậy mà thôi. Chứ nói thật với anh em là chơi ở Việt Nam rất là sướng. Thứ nhất là dễ giao tiếp. Cái thứ hai là dễ chơi. Cái thứ ba là ping thấp. Đấy, có cái lý do gì mà không chơi ở server Việt Nam đâu. Nhưng mà hy vọng rằng trong thời gian tới Mobile Legends tại thị trường Việt Nam nó có lẽ là nó sẽ dần dần đông lên hơn. Thì lúc đấy mỡ sẽ cân nhắc, mỡ sẽ bay về máy chủ Việt Nam anh em nhá. Ok, rồi. Về nhà từ từ nào, để farm nốt cái đám này, không cần quay bãi này, không cần phải về nhà. Ê, tôi farm đúng lúc có Minotaur nó đi ngang qua anh em ạ. Và thôi bắt đầu nó vào nó phá rừng, khổ ghê. Mất luôn cái con cỏ tung tăng lại còn bị đè đứng dưới. Ui, bị đè kinh quá anh em ạ. Team bạn có Kling, có Minotaur, liên tục là những cái tình huống ép lane. Team mỡ bị dẫn trước 7 mạng trong trận đấu này. Và chắc đó là cái lý do ấy. Team bạn ông Dairot đuôi gáy non. Ui, đường trên Dairot có chuỗi luôn anh em ạ. Dairot vừa bị shut down đi từ vị trí của Layla. Trận đấu này tôi tưởng kỳ nước ngoài mới có vụ gọi là lấy hai xạ thủ thôi, Việt Nam cũng có luôn anh em ạ. Layla đi đường kinh nghiệm, còn mỡ thì đi đường vàng, vãi trưởng thật. Ok, tầm này chắc không cần phải về đâu anh em ạ. Đứng ở đây tiến hành đi farm tiếp, máu mình vẫn còn đủ, lượng mana mình vẫn còn đủ. Bây giờ mình về thì mình sẽ đón trượt mất một cái đợt lính này. Đấy, đây là có Kling, Kling sấy khá rát. Mà cái con Kling này thì mỡ không sợ lắm anh em ạ, bởi vì về late Kling nó yếu lắm.
cái bản hiện tại là một cái thời điểm không phù hợp để anh em chơi Kling. Này, tôi solo với nó còn thấp máu này, bắn nó luôn này. Có sự xuất hiện của đó là cái vị tướng Grok, nhưng mỡ buộc phải lùi về bởi vì bây giờ con Kling nó dùng trụ cuối giấc bắn là mỡ đi vội luôn. Việc còn lại chắc là để cho Grok làm nốt anh em ạ. Ok, sau khi hồi phục dậy thì mỡ sẽ bắt đầu tiếp tục đi farm mà thôi. KDA của mỡ thời điểm hiện tại vẫn đang là 102. Gặp đó là cái vị tướng Banmen ở đây. Dồn sát thương vào Banmen luôn và cho nó chuyển mục tiêu sang Kling. Thôi xong, Kling cầm thanh tẩy anh em ạ, chạy bằng cái lông nách rồi. Và Kling lên bảng điểm số, mỡ có được cái mạng thứ hai ở trong cái trận đấu này. Đường dưới anh em cứ tập trung anh em đi farm thôi, để mà có được tầm từ 2 đến 3 món đồ với cái set đồ mà mỡ để ở góc dưới màn hình thì anh em lúc đấy bắt đầu là anh em là mẹ của team bạn luôn. Khi mà team bạn có quá nhiều những cái con tanh mà kiểu mỡ bắn rất đã, như là cái con Mino này, con Banmen với cả con Dairot, úi dồi ôi, toàn mấy con nhiều máu. Còn lại Kling với cả Fasa thì tí nữa chúng ta sẽ lên cái món đồ thủ để mà chúng ta counter lại bọn nó sau. Kiểu như là với Kling thì lên cung, còn với Fasa thì chắc là lên cái khiên hoặc là lên cái giáp hoàng kim để gọi lên game. Ok rồi, tầm này đủ trụ đường dưới đã có, mỡ sẽ chạy ra đường giữa một tí, farm lấy cái con cỏ tung tăng để mà có thể có thêm tốc độ di chuyển trên bờ sông. Đó, có thêm được 90 vàng từ cái việc đồng đội của mỡ hạ gục đi được cho mình, đó là cái con rùa cuối cùng ở trong cái trận, cái con rùa thứ hai trong cái trận đấu này. Và sau đó lại xuống đường dưới đẹp đường. Ui, con Nino này khó chịu quá nhở, mở trụ cuối lên này, dồn sát thương luôn này. Sao bạn ơi, sao bạn ơi, ui rồi ôi, đẹp được trụ thành công rồi nhưng mà trụ mất khá nhiều máu. Để lại hai cái phi tiêu đến từ cái vị tướng Kling và sau đó tiếp tục cố gắng đứng thủ đường. Hy vọng một lần nữa đồng đội của mình có thể xuống dưới ganh cho mình. Cái đường dưới này không ai xuống ganh cả anh em ạ. Bỏ tôi chơ vơ ở đường dưới. Với việc có cho mình đó là cái... ui, một tình huống dùng chiêu cuối dạ kích đến từ Grok. Nhưng mà con Minotaur nó nhảy qua tường mất rồi. Đấy, cho nên là cái tình huống vừa xong là mở giao tranh không thành công. Ok, mỡ đã cầm được cho mình đó là cái lưỡi hán mòn, kèm theo đó là cái gậy như ý, cầm cho mình một cái giày giảm kháng phép, kháng lại đam đến từ con pha xa cũng như là những cái hiệu khống chế rồi. Bây giờ là đủ đam đi bắn rồi đây anh em. Tầm này có Banmen, thử đam đi Banmen anh em ơi, dồn sát thương này. Ui, màu tua kìa, Banmen khóc rồi. Tiếp đến là giao tranh đang được nổ ra ở đây. Một tiếng quay tay đến từ Grok. Grok dựng tường là khá đẹp nhưng mà con Mino nó chưa dùng chiêu cuối. Tôi biết chắc chắn con Mino chưa dùng chiêu cuối luôn, nó đang dụ tôi vào anh em ạ. Này, anh em thấy chuẩn không? Tôi biết chắc là Minotaur chưa dùng chiêu cuối mà, nhưng vẫn có được mạng của Mino. Tuy nhiên Grok cũng đã phải lên bàn điểm số mất rồi mà có được hai mạng ở trong cái tình huống vừa xong. Thôi thơm, như vậy là được rồi anh em ạ. Tanh mình lên bảng điểm số nhưng mà mình xanh cũng là khá ok rồi. Team của mỡ vẫn đang giao tranh ngang kèo với team bạn ở trong cái trận đấu này. Nhưng chúng ta có thể thấy được rằng là team của mỡ, người chơi đi rừng là anh chàng Alpha, vẫn đang có được cho mình một cái lối chơi rất ổn anh em ạ. Không xuống ganh ở đường dưới nhưng mà anh ta ganh tốt ở những cái đường còn lại. Như vậy được rồi. Pha xa chắc chưa bạn ơi, tầm này thì bạn cũng chỉ là một cái con chim mù mà thôi. Tục biến lên nhảy đấu đam luôn và phá xá lên bảng điểm số mạng thứ 5 của mỡ trong trận đấu này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ luôn anh em nhá. Pha xa bây giờ thì anh ta có khá nhiều lựa chọn, một là anh ta ăn bùa đỏ bên phần rừng của team bạn, hai là anh ta ăn rùa và ba là anh ta ăn bùa tím. Cái con bùa đỏ bên phần rừng của team mỡ thì mỡ sẽ lấy anh em nhá. Ok, xuống đép một tí ở trụ đường dưới nào. Ui lây la, trận đấu này của team mỡ đánh cũng ổn áp ra phết nhá. Ok, dọn xong đợt lấy ở đường dưới. Ui, ping mượt vãi nổi, thề với anh em luôn. Ping mượt nhảy carrier sướng điếu chịu được. Ping có 5 có 6 kìa. Trong khi đó đi ký nước ngoài ping toàn 4 mấy, 5 mấy. Anh em thấy được cái sự khác biệt với mức ping khi mà chơi máy chủ Việt Nam chưa? Đấu đam nhẹ một tí vào vị trí của Kling này. Và sau đó lùi về, farm đi cho mình đó là cái con quái rừng ở thời điểm hiện tại. Và sau đó sẽ ra đường giữa farm. À không, lấy cái con này chơi anh em. À, có Banmen này. Chơi Banmen ơi. Chơi không bạn? À, bạn Banmen bảy không chơi à? Bạn Banmen bảy rén rồi. Ui, trừng phạt trượt nhưng mà mỡ không đủ đam để mà bắt con Banmen. Ok, tiếp tục đi farm tiếp thôi anh em ạ. Ui, trận đấu này team mỡ đánh nhau đường trên gắt đấy. Đường dưới điếu ai quan tâm luôn. Đường dưới team mỡ điếu ai thèm xuống. Không ai thèm xuống để cover cho carry là mỡ cũng như là con Kling bên phía của team bạn luôn. Đánh nhau toàn đánh nhau ở đường giữa và đường trên anh em ạ. Vì thế cho nên là cái con carry trong tay của mỡ sạch vãi nồi. KDA thời điểm hiện tại phút thứ 5 đấy, bắt đầu team mỡ bắt đầu nó gáy lại rồi. Tội rồi, khổ chưa. Ông Dairot chưa làm gì đã gáy rồi. Bây giờ bị gáy lại, bắt đầu in tin tít lặn mất tâm luôn. Khổ vãi nồi. Đúng là đặc sản ở máy chủ Việt Nam anh em ạ. Nhưng mà thật ra là ở Việt Nam hay ở nước ngoài mỡ thấy đâu đâu cũng như vậy thôi anh em ạ. Bởi vì tại sao anh em? Bởi vì là chẳng qua ở nước ngoài gáy cũng nhiều nhưng mà mình nghe không hiểu tiếng mà thôi. Ok rồi, sao thực. Ui, vãi cả nồi, con pha xa nó rộng quả thiên kích mà. Phát đấy mỡ nghĩ là không đứng trong tầm đâu nhưng mà hóa ra là đứng trong tầm, ăn hai phát vũ hỏa cút luôn. Vãi nồi. Ở thời điểm hiện tại thì mỡ mới toàn lên những cái món đồ mà kiểu tăng tốc đánh với cả gây sát thương bắn theo hiệu ứng phần trăm máu thôi. Chứ mỡ
cũng chưa có lên đồ thủ nào, bắn rát vãi. Nhưng mà mỡ bắn con Banman nó lại đau, anh em nhìn này, mỡ bắn Banman nó lại đau. Tiếp đấy là bắn vào vị trí của đó là cái vị tướng Minoto lại nhảy qua tường và anh ta thoát được khỏi cái tình huống này, trong cái bối cảnh mà anh ta cũng được tăng tốc độ, một cái tốc độ di chuyển khá là lớn khi mà đi trên sông. Như vậy là mỡ không đuổi được Minoto rồi, Soi sẽ lại vào lấy đi cho mình đó là cái bãi bùa tím bên phía phần rừng của team bạn này. Có con Minoto ở đây, Minoto sẽ làm gì trong tình huống này đây? Anh ta nhảy vào mỡ và mỡ sẽ mở cung lên, kết liễu đi được đó là Minoto luôn. Và Kling thì thấy mỡ mở cung nghỉ bắn luôn. Như vậy là tanh team bạn lên bảng điểm số, mà không có được cái con bùa tím hơi đáng tiếc. Nhưng có được mạng của cái con bò như vậy là ngon rồi. Vạch Sana tiếp tục cà khịa thanh niên Dairot. Tội. Đầu game thì trên kèo, cuối game thì bị lật kèo, xong rồi bắt đầu bị cà khịa, khổ như chịu được. Ok, xuống treo thanh niên Banman một tí nhá. Banman bây giờ là nhìn thấy mỡ là chạy rồi anh em ạ. Chứ bây giờ Banman khô cửa gọi là dám chơi với mỡ rồi anh em ơi. Ok, đi lùa con Banman nhá. Tôi có lướt nên tôi đuổi nó khá nhanh. Nó cũng có lướt nhưng lướt của nó một nhịp thôi. Tôi có thêm cả chiêu cuối tăng tốc độ di chuyển nè. Nhảy bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. À, bạn chạy nhanh đấy nhưng trước mặt bạn là bị chặn đầu rồi. Chạy đường đấy thì chạy kiểu gì. Như vậy là Banman lên bảng điểm số. Nhưng tuy nhiên Kling hạ gục được đó là Layla. Phía bên này thì mỡ đang dồn sát thương nhưng con Minoto nó có bình nước đảo khá là cứng đi. Mỡ bắn vào Dairot nhưng mà Dairot nó đang trên đường chạy về và như vậy là không thể giúp được gì nữa rồi. Team mỡ lên bảng điểm số 3 người. Và cái con lót này là có lẽ là cũng sẽ đành phải để cho team bạn hạ gục bí mật mà thôi. Đây mới chỉ là cái con lót tím, không có nhiều khả năng công nhà trong cái trận đấu này. Game đấu này phút thứ 11 mà trận đấu này đang diễn ra tương đối là cân bằng. Mỗi bên có được hơn 20 mạng, team mỡ có 23 mạng và team bạn có 20 mạng. Ok, sẽ là lấy đi cho mình đó là cái con bùa tím này nhá. Rồi, bùa tím anh chàng Alpha không ăn thì mỡ sẽ ăn. Tầm này xạ thủ cầm hai bùa cho nó có thêm đam với có thêm tốc độ tấn công, giảm thời gian hồi chiều. Ui, bắn vào Dairot này, trời ơi. Dairot bốc hơi chỉ trong khoảng 1 giây thì bạn nhìn lên thấy Dairot thôi là đã phải chạy đi mất rồi. Bởi vì không thể có cách nào để mà hỗ trợ cho Dairot cả. Và bây giờ thì đang là giao tranh ở đây. Alpha đang dồn sát thương vào Banman và Banman bị kết liễu đến từ vị trí của Layla. Giao tranh đang được nổ ra, Alpha lên bảng điểm số. Kling hạ gục nhưng Kling bị shut down đến từ vạch Sana. Và mỡ thì không được chơi bởi vì team bạn nó thấy mỡ là nó chạy mất tiêu mất tăm rồi anh em ơi. Vũ Hòa Thiên Kích được dụng ra đến từ pha xa. Và trận đấu này vẫn chưa thể kết thúc tại đây được anh em ạ. Chúng ta vẫn sẽ cần thêm một cái khoảng thời gian nữa để mà chúng ta có thể gọi là kết thúc cái trận đấu này tại đây. Xem nào. Bây giờ là có lẽ là sẽ chờ lót để mà kết thúc game đấu tại đây. Đấy, không thấy thanh niên Dairot gáy gì nữa nhỉ? Khổ ghê. Chơi game cứ đi cà khịa nhau thôi, không im im chơi được. Rồi thực thể được ném xuống, giao tranh được nổ ra. Phía bên này là có Dairot mỡ tốc biến theo đuổi rồi giáp thương nhưng mà Dairot nó hồi lướt nhanh quá anh em ạ. Với như là có cả bình nước ốc đảo, cái bình nước ốc đảo có chịu thật sự luôn anh em ạ. Lát nữa chả nhẽ tôi lên thêm cả cái hải thần chiến kích để mà tôi gọi là bắn. Thật ra lên hải thần chiến kích nó kiểu hơi thừa anh em ạ. Bởi vì chúng ta đã đủ món đồ đam rồi. Chúng ta cần tanh, cần món đam để bắn. Ui, nhưng mà vừa xong tình huống dạ kích đẹp đến từ anh chàng Grub. Và Kling lên bảng điểm số, Minoto cũng bay màu. Và bây giờ sẽ là hướng xuống đường dưới. Bởi vì nhìn thấy Dairot đang đi lẻ. Và ở đây thì Dairot gặp gỡ vào vị trí của Alpha. Mỡ mở chiêu cuối lên, dồn sát tường và đó là Dairot. Thật ra là Alpha có thể là đã nắm được phần thắng rồi. Nhưng anh chàng Dairot này thì mỡ muốn kết hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. À, hình như là cứ mỗi lần ông Dairot lên bảng điểm số là con vạch Sana lại chắc là tội vải sao nhở. Ông Dairot thì in tít lại mất tâm luôn, khổ ấy nổi. Ok, lấy đi cho mình đó là cái con lót này nhá. Anh em Việt Nam chơi game toxic ghê. Thật ra nước ngoài chơi game cũng toxic thôi anh em ạ. Nhưng mà ở Việt Nam mỡ thấy toxic hơn là bởi vì tại sao? Bởi vì mỡ hiểu được anh em Việt Nam đang chát cái gì. Ok, rồi Banman lên bảng điểm số. Trận đấu này thì có lẽ là cái cơ hội chiến thắng đã trôi qua tầm tay của các thành viên bên phía của team bạn rồi trong cái bối cảnh. Non thì khổ ấy nổi. Đầu game cứ đi cà kịa làm cái gì, nó còn đến tầm giữa cuối game con vạch xa nào đi nó cà kịa lại, khổ ấy đạn. Ok, kết thúc trận đấu này tại đây nhá. Layla lên bảng điểm số mất rồi nhưng Banman cũng vẫn đang trên bảng. Mỡ sẽ lên đường trên đẩy cùng với Alpha để lấy cho mình đó là ít nhất là hai đường. Lót vẫn còn khá nhiều máu anh em ạ. Và bây giờ thì mỡ bắt đầu mở chiêu cuối ra, bắn vào vị trí của Minoto. Minoto phải dùng sát thương kìa, bay màu luôn. Đó là mạng dành cho vạch Sana. Vạch Sana có được cái double kill. Lót vào và trận đấu này nó sẽ kết thúc tại đây. Dairot lao ra dùng sát thương vào mỡ nhưng anh ta bị khống chế và anh ta bị một lượt bắn bay màu. Và trận đấu này kết thúc rồi. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Carrier và lâu lắm rồi mới về lại máy chủ Việt Nam anh em ạ. Nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.